Ta thấy là không có bảng thực đơn ở đây. Vì sao? Vì sao lại không có? Vì đơn giản là chúng ta lại tạo bảng ở trong database master. Xin chào Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13 .NET Core IBI SQL Server 2022. Bài số 2. Chúng ta sẽ tiếp tục bằng cách tạo cơ sở dữ liệu trong SQL và sau đấy là tạo bảng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào SQL Server đã cài đặt ở hôm trước. Chúng ta có thể đăng nhập như hôm trước hoặc chuyển về SQL Authentication và nhập mật khẩu và tài khoản đã cài đặt ở bài hôm trước. Sau khi đăng nhập xong, chúng ta sẽ bắt đầu tạo bảng. Trước tiên phải tạo cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ bấm vào New Query. Chúng ta sẽ gõ câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu database bằng cấu trúc như sau: create database, cách tên của database. Sau đấy nhấn execute. Thông báo thành công. Như vậy là chúng ta đã tạo thành công cơ sở dữ liệu quản lý nhà hàng QLNH. Tiếp đến chúng ta sẽ kiểm tra xem ở trong này hiện chưa. Đã hiện rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tạo bảng table ở trong cơ sở dữ liệu này với câu lệnh create table. Đầu tiên ta sẽ tạo một bảng có tên là thực đơn. Nhà hàng phải có thực đơn. Tiếp đến là các trường trong bảng, các cột trong bảng. Đầu tiên là mã thực đơn. In identity 11. Identity 11 tức là để định danh cho ID này. Bắt đầu từ 1 và tiến lên 1. Sau đấy là tên thực đơn Novacha 50. Chúng ta sẽ bôi đen và nhấn EQ hoặc nhấn F5 để chạy. Như vậy là đã tạo thành công bảng thực đơn. Chúng ta sẽ kiểm tra trong table. Chúng ta thấy là không có bảng thực đơn ở đây. Vì sao? Vì sao lại không có? Vì đơn giản là chúng ta lại tạo bảng ở trong database master. Các bạn có thể thấy là đây, chúng ta đang chạy trong database master. Chúng ta phải chuyển ở trên này về quản lý nhà hàng, cơ sở dữ liệu chúng ta vừa tạo. Và chạy lại câu lệnh thì nó mới ăn vào được. Ok, chúng ta sẽ kiểm tra xem. Đấy, đã có bảng thực đơn ở trong cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ xóa bảng thực đơn ở trong database master đi. Tiếp đến, ta sẽ tạo một bảng khác là bảng món ăn. Các bạn có thể để vào cơ sở liệu rồi nhấn New Query thì nó sẽ mở các câu lệnh chạy trong database đấy. Đấy, tôi nhấn vào quản lý nhà hàng và nhấn vào New Query thì sẽ truy cập đến quản lý nhà hàng để có thể chạy lệnh trên cơ sở dữ liệu này. Chúng ta sẽ cùng select dữ liệu ở trong bảng thực đơn. Vì bảng thực đơn của chúng ta chưa có insert dữ liệu nên dữ liệu đang trống. Chúng ta sẽ cùng insert một vài dòng dữ liệu vào bảng này. Có lệnh đó là insert into thực đơn value. Vì mã thực đơn của chúng ta là tự tăng nên chúng ta không cần nhập dữ liệu cho cột này. Chúng ta sẽ nhập dữ liệu cho cột tên thực đơn. Và để nhập ký tự tiếng Việt thì chúng ta phải có chữ N hoa ở đâu, N thường cũng không ăn đâu.
và sau đấy là dấu nháy đơn và chữ tiếng Việt ở trong. Đầu tiên đấy là món khai vị, chúng ta sẽ bôi đen và F5 để chạy câu lệnh. Như vậy là một dòng dữ liệu đã được in vào thành công. Tiếp đến tôi sẽ copy và paste xuống dưới. Tôi sẽ comment đoạn này lại. Chúng ta sẽ dùng lệnh Ctrl C, Ctrl K, Ctrl C, Ctrl K rồi đến Ctrl C để comment, phím tắt của comment. Chúng ta đổi tên thành món chính, bôi đen câu lệnh và nhấn F5 để chạy. Chúng ta sẽ cùng select lại dữ liệu trong bảng này. Như vậy là đã có hai dòng dữ liệu, chúng ta đã tạo bảng và insert dữ liệu thành công. Chúng ta sẽ comment toàn bộ lệnh đã chạy lại để không bị chạy thêm ở những lần sau. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo bảng món ăn. Bảng món ăn này thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tạo mã món ăn in identity 11 là khóa chính của bảng này. Tiếp đến là tên món ăn, cũng là kiểu dữ liệu Novacha, độ rộng là 50 ký tự 500 cho nó dài. Tiếp đến sẽ là thực đơn. Món ăn này là thuộc loại món gì? Món khai vị, món chính. Chúng ta cũng để kiểu dữ liệu là Novacha 500. Ngày tạo, kiểu dữ liệu là date. Và cuối cùng là ảnh món ăn để cho người dùng có thể nhìn thấy và dễ lựa chọn món ăn hơn. Chúng ta cũng sẽ để Novacha 500. Chúng ta sẽ chỉ lưu đường dẫn của ảnh ở trong này thôi. Bôi đen và chạy F5. Như vậy là đã tạo bảng thành công. Chúng ta sẽ cùng insert dữ liệu vào. Tôi sẽ copy lệnh insert ở trên, paste xuống dưới. Và để mở comment thì chúng ta sẽ dùng phím tắt Ctrl K U, Ctrl K, Ctrl U. Chúng ta sẽ đổi tên bảng thành món ăn và các dữ liệu ở dưới. Đầu tiên đấy là tên món ăn. Thì tôi sẽ đặt là món súp mùa xuân. Và thực đơn của món ăn đấy là món chính. Và ngày tạo đấy là ngày hôm nay, là ngày 9 tháng 1. Các bạn nhớ nhé, nhập ngày ở trong SQL Server chúng ta sẽ nhập theo cấu trúc là năm gạch ngang tháng gạch ngang ngày. Rồi, ảnh của món ăn ta sẽ để là súp mùa xuân .jpg. Chúng ta sẽ insert dữ liệu. Như vậy là chúng ta đã insert thành công. Chúng ta sẽ cùng thử select lại. Đã ra dữ liệu rồi. Rồi là bài học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.